Xin chào các bạn, hôm nay kênh Hue Design sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng công cụ Mesh Tool để tô màu dạng lưới cho đối tượng. Công cụ Mesh Tool trong hộp Toolbox phím tắt là U. Đây chính là công cụ Mesh Tool. Thứ hai, để thực hiện lệnh tô màu chuyển cho đối tượng, chúng ta cũng có thể thực hiện bằng lệnh đó là Create Gradient Mesh. Công cụ Mesh và lệnh Gradient Mesh có thể được sử dụng để biến đổi đối tượng cơ bản thành một đối tượng dạng lưới. Hay nói một cách đơn giản, công cụ Mesh Tool dùng để tô màu cho đối tượng nhưng theo dạng lưới. Và đặc điểm của đối tượng lưới ở đây là những đối tượng riêng lẻ, đa sắc. Ví dụ như đây chẳng hạn, hoặc đây. Trong đó màu sắc có thể chuyển từ hướng này sang hướng khác và sự chuyển tiếp dần dần từ điểm này tới điểm khác. Nghĩa là sự chuyển tiếp màu dần dần từ hướng này tới hướng khác, từ điểm này tới điểm khác. Các lưới màu sẽ giúp cho màu sắc chuyển êm, tỏa tròn, tạo được chiều sâu, dễ tạo được hình khối và độ tương phản cho đối tượng. Với đối tượng được tạo bằng lưới màu, các đường lưới sẽ đan chéo nhau tạo thành các điểm lưới. Điểm lưới này có tác dụng như một điểm neo và có chức năng gắn màu. Đây ví dụ chẳng hạn. Đây chính là những điểm neo. Chúng ta có thể lựa chọn từng điểm neo này bằng công cụ chuột trắng A, Direct Selection Tool, để chúng ta tô màu và chúng ta chỉnh sửa. Với công cụ Mesh Tool này, chúng ta có thể thêm, xóa hoặc là di chuyển các điểm lưới dọc theo đường lưới mà không ảnh hưởng tới hình dạng của đối tượng. Nghĩa là hình dạng chung bên ngoài, ví dụ như hình tròn này chẳng hạn. Đây chính là những điểm neo. Nó là một trong những thành phần của lưới có chức năng hoạt động như điểm neo trên đường path. Vì thế, ta có thể thay đổi cái điểm neo này để làm biến dạng lưới cũng như là biến dạng đối tượng. Ví dụ như này. Cụ thể về cách sử dụng công cụ Mesh Tool như thế nào thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn với các bạn. Muốn thao tác với công cụ Mesh Tool và tô màu dạng lưới thì trước hết chúng ta phải có một đối tượng đã. Ví dụ bây giờ tôi sẽ có một đối tượng bất kỳ như thế này. Chúng ta có hai cách để tạo đối tượng lưới cũng như áp dụng màu sắc dạng lưới cho đối tượng. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp công cụ Mesh Tool trong hộp Toolbox, click vào công cụ đó và click vào vị trí bất kỳ nào đó ở trên đối tượng chúng ta đã tạo thì lập tức nó sẽ tạo ra các đường lưới màu xanh. Và trên các đường lưới này chúng ta sẽ có các cái điểm neo như này và chúng ta có thể dùng trực tiếp bằng công cụ Mesh Tool hoặc công cụ chuột trắng A để thay đổi, chỉnh sửa, đổ màu sắc cho cái điểm neo đó. Qua đó chúng ta sẽ tạo được màu chuyển cho cái đối tượng lưới của chúng ta. Cách thứ hai để chúng ta có thể áp dụng tô màu dạng lưới cho đối tượng đó là chúng ta sẽ click vào Object và vào lệnh Create Gradient Mesh tạo màu chuyển. Sau khi click vào lệnh Create Gradient Mesh xong thì nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại Create Gradient Mesh để chúng ta có thể lựa chọn chế độ của nó. Trong này có một số thông số sau: Row là số hàng ngang của lưới màu, Column là số hàng dọc của lưới màu. Ở đây tôi sẽ lấy ví dụ là chúng ta sẽ tạo ra 4 hàng lưới và 4 cột lưới cho đối tượng chúng ta, sau đó click OK. Khi đã có đối tượng lưới như này rồi, bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng công cụ chuột trắng A để tạo màu cho lưới. Chúng ta sẽ đổ màu vào các điểm lưới đấy. Ví dụ như này. Đây là một đối tượng mà tôi đã tạo ra cái màu sắc chuyển êm cho đối tượng dạng lưới như này. Chúng ta cũng có thể sử dụng công cụ Mesh Tool để tạo thêm một số các cái điểm lưới nếu như chúng ta cảm thấy chúng ta cần. Ví dụ như này. Và bây giờ đối tượng như này tôi đã có thể tạo được một đối tượng lưới rồi, nhưng mà tôi muốn tạo một cái không gian xoáy. Tôi có thể phối hợp với một số công cụ khác. Như vậy là chúng ta đã áp dụng được cái màu sắc dạng lưới cho đối tượng.
bằng cách chúng ta sử dụng công cụ Math Tool, cũng như là chúng ta sử dụng lệnh Great Variant Math và phối hợp với một số các công cụ khác nữa. Và đây cũng là một đối tượng lưới mà tôi đã tạo ra trước đó. Bây giờ tôi sẽ thực hiện làm ví dụ để cho các bạn xem. Chúng ta sẽ tạo ra được một khối tròn từ một hình tròn cơ bản. Với đối tượng này, bây giờ tôi sẽ sử dụng công cụ Math Tool để tôi có thể tạo ra các lưới tùy ý. Như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn cách sử dụng công cụ Math Tool để tạo ra các đối tượng tô màu dạng lưới. Trên đây là một số các cái thao tác rất là cơ bản về công cụ. Nếu như các bạn nắm rõ thì chúng ta cũng có thể tạo ra các đối tượng màu sắc dạng lưới khác nhau, thậm chí là các đối tượng phức tạp, chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.